Tổng cộng được 14 điểm. Dừng lại, dừng lại. Tất cả ra ngoài. Ra đi. Dừng lại, dừng lại. Ra ngoài, ra đi. Dừng lại, dừng lại. Ra ngoài, ra đi. Cô hướng dẫn họ ra về đi. Hôm nay sông Bạc nghỉ. Sao lại đóng cửa? Các anh làm ăn kiểu gì thế? Sao lại đóng cửa? Chào cô Long Gia Gia. Chú Kiên, có chuyện gì thế? Kỳ Phương, sao vậy? Ba. Sao chú Kiên lại đưa ba tôi đến đây? Không phải tại chú Kiên, chính ba muốn đến đây. Ba đã khỏi rồi à? Từ 2 năm trước ta đã khỏi bệnh. Ta chờ con khôi phục trí nhớ, rồi tái ngộ như Ngôn Phi ta mới hạ sơn. Ta muốn đấu với các người một phen, để lấy lại những gì ta đã mất, lấy lại vinh dự vua của các vua đánh bạc. Sao lại im lặng, không ai nói gì cả? Hay là thấy ta khỏi bệnh rồi nên các người quá sợ ta thắng lại tất cả tiền bạc? Ba, con không đánh bạc nữa. Cả nhà ta đã đoàn tụ, chẳng phải là quá tốt rồi hay sao? Không, con chớ quên 4 năm trước. Con đã hại ta phát điên, ta thua rất thê thảm. Thế mà nay con lại binh vực hắn. Được, ta sẽ đấu với hai vợ chồng con gián bạc sinh tử. Chuyện đã qua lâu rồi, mà thù hận của hai nhà Long Ngôn vẫn chưa tan. Bác lại muốn thế hệ con cái phải bị liên lụy à? Con không đánh bạc với ba. Lạc Văn Hân nghe đây, lẽ nào ngươi không muốn trả thù cho em gái ngươi và cha ngươi? Cả hai người ấy đã bị thuộc hạ của ta giết. Kẻ chủ mưu đứng sau chính là ta. Bác nói gì? Nếu không phải là ta thì ta đâu cần thừa nhận. Ông thật bất nhân, không phải là người nữa rồi. Bỏ tôi ra. Con không thể tin ba đã làm điều đó. Ba, im đi. Tin hay không thì tùy, ta nhất định phải đấu gián này. 3 hôm nữa sẽ đánh. Ta sẽ mời các sư phụ đến làm chứng thắng thua. Nếu hai người không đến thì sẽ phải đi theo hai cha con họ Lạc. Tài tình quá, hay quá. Thưa ông chủ Long, các phóng viên đang đợi ông. Cho họ vào đi. Xin hỏi ông có chương trình mở rộng cơ ngơi chứ? Hiện nay tôi chưa thể nói gì. Thưa ông, ông và con gái, con rể sẽ đánh gián bài sinh tử có phải không? Bao giờ sẽ tổ chức cuộc đấu ấy? Bao giờ tổ chức? Tôi sẽ thông báo cho các vị biết. Thằng cha Long Đình Quang quả nhiên đã ló mặt ra. Cuộc đấu sắp tới, chúng ta chỉ còn 2 ngày nữa. Em sẽ không đánh bạc với ông ấy. Em không tiếc thắng thua gì nữa. Sao ông ấy cay cú thắng thua đến như vậy? Nếu bị thua thì ông ấy thế nào? Sẽ giết em, giết anh, giết cả cháu ngoại hay sao? Thật khó hiểu ông ấy đang nghĩ gì. Tự nhốt trong nhà thương điên rất lâu, ông ấy chờ đợi cái gì? Dù sao ông ấy vẫn không chịu từ bỏ ván bài này.
Có phải ông ấy để giết Nhạn Linh và chú Tường không? Em không rõ. Em và Văn Hân còn thân hơn cả anh chị em một nhà. Nếu ông ấy cứ ép chúng ta đánh bạc, còn Văn Hân, tựa như em gái của em sẽ ra sao? Yên tâm, chúng ta vẫn còn 2 ngày nữa. Em không biết nên làm gì đây. Không được luyện nữa. Nếu anh không thắng thì sẽ làm cho nhiều người bị liên lụy. Thế thì anh cứ việc đi mà giao đấu, nguồn tình sẽ bị mất ba. Không thể. Em và con sẽ không sao hết. Ông ta không thể giết con gái và cháu của mình. Tại sao? Tại sao cứ phải như thế? Khi em và con vào viện thăm, thấy ông ấy cứ điên rồ như thế, em rất buồn. Em rất mong ba em sẽ khỏi bệnh, hai ông cháu sẽ vui vẻ bên nhau. Nào ngờ, Kỳ Phương, anh rất hiểu tâm trạng của em. Anh đã nghĩ rồi. Em yên tâm, ván bài này chúng ta không nên thắng và cũng không thể thua. Chúng tôi đã bàn nhau rồi. Chúng tôi sẽ không đánh ván bài này với ông ấy. Tại sao? Hai người có những điều khúc mắc khó xử phải không? Văn Hân, cô đã hiểu lầm ý Kỳ Phương rồi. Chúng tôi sẽ đấu với ông ấy, nhưng không phải vào dịp này. Ông ấy đã nằm viện tâm thần mấy năm trời. Chúng ta không biết ông ấy đã làm những việc gì. Tại sao hiện giờ lại nôn nóng như vậy? Để tránh tổn thất vô ích, chúng ta sẽ tạm đi khỏi đảo này. Sớm mai chúng ta sẽ xuất phát. Thời gian địa điểm ghi ở đây. Triệu Huy sẽ đưa ba cậu và Văn Hân ra đó. Hai người đã nói thế, tôi hiểu rằng không muốn xua tôi lánh đi. Được. Tôi xin hỏi, bao giờ thì hai người mới đấu với Long Đình Quang? Cô vừa nói mà, chúng ta là chị em. Bọn tôi nhất định sẽ giúp cô. Thưa các vị, ván bạc này các vị đánh theo lối Shohan. Mỗi người có 11 thẻ. Ai thua thẻ thứ nhất thì người ấy sẽ tiếp tục thua. Ba vị có ý kiến gì không? Nếu không thì bắt đầu. Ba người cùng đánh thì nên đánh vòng tròn. Tôi đề nghị đánh ngược chiều kim đồng hồ. Các vị có vấn đề gì nữa không? Nếu không, ta chính thức bắt đầu. Mời kiểm tra bài.
Thế nào? Được. Hà tiểu thư, Hà tiểu thư có điều gì dặn dò? Mọi người nghe đây, ông Long đã dặn cấm tiết lộ các chi tiết ra bên ngoài, nếu không sẽ giết. Long tiên sinh bao nhiêu? 10 triệu. Tôi theo. Đến lượt anh Phi. Tôi không theo. Mời ông Long. 50 triệu. Không theo. Triệu Huy, tại sao anh Phi và Kỳ Phương vẫn chưa đến? Anh ấy đã nói thế, nhất định sẽ đến. Chắc họ sẽ không đến. Không, họ nhất định sẽ đến. Có lẽ là đang làm nốt giấy tờ. Đừng giấu tôi nữa. Anh và Ngôn Phi rất thân nhau, anh phải biết rõ kế hoạch này. Tôi chưa hiểu ý của Giang Hân. Họ không sợ Long Đình Quang quyết đấu với ông ta. Họ sợ tôi cản ngăn nên mới bảo anh điều tôi ra đây. Không phải như vậy đâu. Anh đừng nói nữa. Họ lo ông ta sẽ làm càn. Tôi không sợ đâu. Dù Giang Hân không tin anh Phi thì cũng nên tin Duyệt Phương. Cô ấy không thể nói dối Giang Hân. Đừng nói nữa. Nếu các anh lo lắng thì tùy, cứ mặc tôi. Giang Hân, Giang Hân đâu phải hạng người tham sống sợ chết. Họ chưa ra có lẽ là có lý do gì đó. Cô nên tin ở Duyệt Phương. Hai người là chị em với nhau hơn chục năm qua. Nếu chúng ta rơi vào tay Long Đình Quang thì rất nguy hiểm. Kìa, chú Kiên, chúng ta hãy nấp đi xem sao. Chúng ta nấp đi. Đúng là tay chân của Long Đình Quang. Chạy thôi. Họ ở đâu? Chú Kiên, chúng ta sang phía bên này. Các anh mau lên. Tiếp tục đi. 50 triệu. Tôi theo. Tôi theo. 60 triệu. Tôi theo. Tôi theo. 80 triệu. Không theo. Tôi cũng không theo. 90 triệu. Không theo. Không theo. Không dần dứ nữa. Mỗi người ra 5 quân bài. Ai to hơn người ấy thắng. Xin mời ngửa bài.
Tôi không đánh tiếp nữa. Cuộc đấu này không có người thắng. Mày định dùng súng để dọa tao, hay muốn dùng ngón cũ tự sát để uy hiếp tao? Nghe này, tao đã cho bao dây đảo san hô rồi. Ở đây có 3 viên đạn. Một viên sẽ dành cho Ngôn Phi. Một viên dành cho Long Gia Gia. Viên thứ ba dành cho cháu ngoại của ông. Bắn đi. Muốn giết các ngươi thì khó gì. Ta đâu cần thắng gián bài này. Ta biết hai người không dễ gì nhận lời đánh bạc với ta và không sợ chết. Nếu có kẻ chết thì đó là bạn của các ngươi. Ta đã cho phong tỏa đảo này rồi, không ai có thể thoát khỏi thiên la địa võng của ta. Ta cũng tin rằng sẽ có ngày các ngươi đến giao đấu với ta. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Kỳ Phương, tình hình thế nào rồi? Em không hiểu tại sao họ không đến chỗ máy bay. Nếu không đi thì sẽ bị ba em bắt trở lại. Đừng lo, chắc là họ đã tìm nơi ẩn nấp. Không sao đâu. Tại sao lại xảy ra nhiều chuyện như thế này? Lucky Boy rất thông minh, cậu ấy sẽ sớm liên lạc với chúng ta. Đến bao giờ thì mới được sống yên lành? Em có nhớ cái diều này không? Chính tay anh làm cho Ngôn Tinh. Em cũng chứng kiến nó rất thích được đi thả diều. Hồi đó trí nhớ của em chưa trở lại, nhưng nhìn ánh mắt của em, anh biết em nghĩ gì. Em không hiểu tại sao ba em lại mất hết tính người, nhưng tin rằng ông ấy vẫn còn chút tình cảm đối với em. Anh Phi, em cho rằng ông ấy vì rất hay sĩ diện nên mới tỏ ra lạnh lùng với em. Chúng ta có thể dùng tình cảm tác động đến ông ấy. Kỳ Phương, em định làm gì? Vào lúc này em chỉ còn cách thử đánh bạc với vận may thôi. Ông chủ đi vắng à? Được. Bốn bộ bài 16 quân ách tôi đã có. Anh không thể chống cự nổi. Dù anh lấy được 21 chấm thì số tiền tôi thắng vẫn thừa sức lấy lại con tàu đánh bạc của tôi. Anh rút bài đi. Ngửa bài ra. Không ngờ con tàu Diệp Trung thắng, tôi lại bị thua nhanh chóng thế này. Sao đại ca không đưa tờ hợp đồng đánh bạc ra đi? Hà tiểu thư, Long tiên sinh, Long tiên sinh, chúng tôi đã thắng bạc, lấy lại được con tàu. Nhưng đến giờ Diệp Trung vẫn chưa ló mặt ra. Xem chừng hắn đã sợ chúng ta nên mới lẩn trốn. Cô đã từng thất bại bởi chiến tướng của ông ta, ông ta sợ gì? Ông ta không thể vô cớ mà lánh mặt. Các người nên cẩn thận, hắn là con cáo già, tuyệt đối không được khinh địch. Vâng.
Long tiên sinh bữa sáng nè. Đã quá lâu không ngồi ăn sáng với ba. Cho tôi một suất. Xách vali hành lý đến đây làm gì? Để ba có thể tiết kiệm chút sức lực. Muốn lấy lòng ba để ba tha cho Lạc Văn Hân à? Món rầm bông của ba chưa rắc hồ tiêu, và chỉ nên rắc vừa phải. Hôm nay con chuyển đến ở cùng với ba. Trời đẹp, cha con ta đi câu cá được không? Xem ai câu được nhiều hơn. Bà nghe nói Hoàng Ngũ hôm nay sẽ từ châu Úc trở về. Con không ra sân bay đón à? Nếu để cho con lựa chọn, con sẽ lựa chọn ở bên ba. Ba không muốn đi câu, ta đến trường đua ngựa. Xét thành tích thi đấu thì con số 5 của cuộc đua thứ 3 rất có tiềm lực. Bà cho rằng con số 1 của cuộc đua thứ 4 có trạng thái rất tốt, chắc chắn nó sẽ thắng. Con ngựa ấy đã dự cuộc đua ở châu Âu, 2 lần được giải quán quân. Cô ơi, bít tết đi ạ. Ba, con đã gọi bít tết để ba dùng. Dọn bít tết đi, đổi thành xoa ly tôm hùm. Dạ. Ông ra đi, ông ra đi. Để cho tôi vào, để cho tôi vào. Duyệt Phương. À, chào Long tiên sinh. Long tiên sinh. Duyệt Phương. Duyệt Phương, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hoàng tiên sinh, 10 triệu đã đủ chưa? 10 triệu nào? Chắc ông đã biết tin ba tôi đã bình phục trở về. Ông đến để kể công, nói là đã chăm sóc tôi. Duyệt Phương, nói gì thế? Ở châu Úc, ba nhận được điện của chú Quốc Định nói rằng có chuyện xảy ra với con, nên ba vội về ngay. Thì ra ông đã nhìn thấy cả rồi. Giả lại lúc này ba tôi đang bận nghỉ ngơi. Tôi không muốn vì chuyện của mình mà làm phiền ba. Mời ông ra cho. Được, ta hiểu rồi. Năm, bốn, ba, hai, một. Giờ đúng 3 phút. Anh ngủ sao thế? Từ lúc về nhà anh chẳng nói một câu. Sao? Anh ngủ, anh nói là đi tìm Dược Phương, có tìm thấy không? Anh sao thế? Anh nói đi chứ. Có tìm thấy. Tìm thấy à? Nhưng câu đầu tiên nó hỏi tôi là 10 triệu đã đủ chưa? 10 triệu. Khi xưa nhận lời chăm sóc nó, tôi không hề mong nhận của Lạc Văn Hân một xu. Thật quá đáng, dám đem tiền ra để trấn người ta. Khi mới tỉnh táo trở lại, nó vẫn gọi tôi là ba. Nhưng vừa nãy nó gọi tôi là Hoàng tiên sinh. Và tệ hơn nữa là nó dám đuổi tôi ra ngoài. Đuổi ra để tôi đừng làm ảnh hưởng đến niềm vui của hai cha con nó. Nó thật cạn tình, dở mặt cạn tình. Tốt nhất là quên nó đi, kể xác nó. À, tôi nhớ ra rồi. Hôm nọ Vĩ Thành nói Duyệt Phương suýt nữa đã báo cảnh sát bắt em chưa tin. Em đối xử với nó tốt là thế, thì nó cạn tình nghĩa, không phải là người nữa. Tôi chưa hiểu nó xảy ra chuyện gì. Quốc Định nói Long Đình Quang đang dồn ép nó đang gặp nguy hiểm, nên tôi mới dội về ngay. Nhưng vừa nãy tôi thấy hai cha con có vẻ rất hòa hợp. Long Đình Quang vừa giàu vừa có thế lực, Duyệt Phương lấy lòng cũng là điều có thể châm chước. Nếu là em thấy ông ta giàu có và thế lực như vậy thì em cũng xuân xuê. À, không không không, em không phải hạng người như thế, anh đừng hiểu lầm. Em luôn luôn ủng hộ anh.
Anh yên tâm. Quả nhiên là con số 12 dẫn đầu. Bà đã đoán đúng. Long tiên sinh quả là tin tưởng, tôi rất khâm phục. Cho anh ta vào. Ông ấy bảo tôi vào. Chào Long tiên sinh. Anh ấy là Trang Vĩ Thành. Tôi đến để xin việc. Ông xem có thể cho tôi làm ở trường đô của ông không? Anh ta là người suýt nữa thì lấy con. Đó là chuyện trước đây. Tôi và anh chẳng còn gì để nói nữa. Mong anh đừng quấy rầy tôi. Cô hiểu nhầm rồi. Tôi đến xin Long tiên sinh việc làm. Trước kia tôi đã làm chuyên trách ngành sòng bạc. Có quen biết cả hai phe chính tà. Bà tôi sẽ không dùng anh đâu. Anh về đi. Hiểu lầm với chúng ta đều là vì Ngôn Phi. Long tiên sinh đã không ưa anh Phi thì tin rằng ông cũng không chê tôi và cô Phương thân nhau. Đây là quy định của trường đua, không phải ai ai cũng vào được. Chú Kiên, xin mời. Nói nói đúng, anh không đủ tư cách để vào làm. Chi bằng anh ấy đến nhà tôi làm việc. Vâng, Long tiên sinh. Long tiên sinh đi về ạ. Sao hả? Anh có nhớ biển số xe vừa nãy chạy vào không? 208. Có biết hai vệ sĩ đang đứng phía sau anh thắt cà vạt màu gì không? Họ không thắt cà vạt. Tốt. Anh ta có trí nhớ tốt như con. Nhìn một lần là nhớ ngay. Con có nhớ lần đầu tiên ba hỏi con những gì không? Con nhớ. Ba bảo con nhìn một lần rồi nói lại số series của ba đồng tiền. Anh ta rất có tiềm lực để trở thành một vua đánh bạc, xứng đáng để sánh với con. Cảm ơn ông đã quá khen. Tôi sẽ cố gắng. Anh Thành, đừng tốn công vô ích nữa. Anh đừng tưởng lấy lòng cha tôi thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Tôi đã nói nhiều lần rồi, đừng bàn chuyện này nữa. Duyệt Phương, hà tất phải che giấu tâm tư của mình trước mặt ông bố. Anh biết em vẫn còn tình cảm với anh. Cứ ra với ông ấy đi. Con đã từ chối Ngôn Phi rồi thì đừng nên cự tuyệt người ta. Không, đừng nên đùa dai thế này. Bà muốn thăm dò tình cảm của con với anh ta ra sao để dùng anh ta thúc giục con và Ngôn Phi đánh bạc với ba chứ gì. Còn anh, anh mong lấy lòng ba tôi. Tôi sẽ nghĩ lại. Anh đừng hòng trở thành con rể nhà họ Long. Phải. Lẽ ra anh đã là con rể nhà ta. Nếu không tại Ngôn Phi cản trở thì em đã thành vợ anh từ lâu. Ba muốn con phải thế nào đi? Còn đối với ba cũng như đối với Ngôn Phi, vì anh ấy con có thể chết, có thể làm bất cứ việc gì. Con không muốn đánh bạc vì không muốn ba hoặc anh Phi bị hại. Cả hai đều là người con yêu quý chứ không phải là anh ta. Khi con còn bị mất trí nhớ, con và anh ta đã có tình cảm với nhau. Nhưng ngày nay, nếu bảo con chọn lựa thì con chỉ có thể chọn Ngôn Phi. Con rất yêu Ngôn Phi. Tình cảm ấy của con không bao giờ thay đổi. Ba có hiểu không? Con biết ba vẫn rất thương yêu con. Nhưng nếu cứ như hiện nay ba và con đều đề phòng lẫn nhau, cha con ta không nên xung khắc nữa có được không? Còn khá lắm. Ta không còn là Long Đình Quang như 4 năm trước. Đừng hòng dùng nước mắt để lung lạc ta. Người cút đi. Được. Nhưng có một điều này không thể nào khác. Hai cha con ta mãi mãi vẫn là hai cha con. Thôi nào, anh bám theo làm gì? Ba tôi còn không thiết tôi. Dù anh lấy được tôi thì cũng chẳng có lợi lộc gì đâu. Long tiên sinh chỉ không muốn em và Ngôn Phi chung sống, chứ đâu phải là từ con. Anh đừng nói nữa. Anh đã làm tôi rất thất vọng. Anh nói là yêu tôi, nhưng sau khi tôi đã khôi phục trí nhớ thì anh chỉ toàn nghĩ cho bản thân.
Anh có nghĩ cho người khác không? Có tôn trọng tôi không? Mọi việc anh làm khiến tôi rất thất vọng. Anh thật đáng ghét. Anh thua xa Ngôn Phi. Anh ấy yêu tôi, biết rằng tôi thích anh, nhưng anh ấy không bao giờ ngăn cản tôi. Kể cả đám cưới hồi nọ, anh ấy rất có chừng mực. Tại sao em không nói anh ta nhu nhược? Nếu anh ta yêu em thì anh ta sẽ không buông xuôi. Thế mà còn khen là có chừng mực. Hai người, một người là vua sòng bạc, một người là hoàng hậu cờ bạc biệp. Anh có là gì đâu? Phải, anh có là gì? Chẳng bằng một anh gác cổng. Tôi sẽ tài hơn Ngôn Phi. Tôi sẽ làm vua đánh bạc. Nhất định tôi sẽ giành được cô. Có người đang muốn làm đồ đệ của tôi đấy. Trang Dĩ Thành, đừng ngủ mê nữa. Anh đã đối đầu với con trai ông Trung. Khi chúng tôi đấu với Ngôn Phi thì anh bên hắn. Anh đã khiến sàn cá độ của nhà họ Diệp bị tổn thất không ít. Ông ấy không giết anh đã là quá may cho anh rồi. Tôi biết mình đã làm một số việc không phải với ông, nhưng nói đúng với phận sự của tôi về lúc đó. Ít ra tôi cũng hết lòng với công việc. Tôi không giống như có những người ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng, ăn nói bạo mồm gớm. Thử nói xem, anh là con một của ông trùm xã hội đen hay là sếp của băng đảng nào? Anh có bao nhiêu thuộc hạ? Không tiền, không thế lực mà đợi tôi thu nhận anh làm đồ đệ à? Dĩ Thành này không có gì hết, nhưng tôi và ông có chung một kẻ địch. Tôi sẽ giúp ông đè bẹp hắn. Kiêu căng quá đấy. Tôi không kiêu căng, nhưng tôi có hai ưu điểm lớn. Một là tính kiên nhẫn hơn người, hai là rất có trí tuệ. Ông có thể thu nhận một con chó ghẻ thì tại sao không thể thu nhận một con chó sói thông minh, biết giãy đuôi lấy lòng ông, biết cắn chết đối thủ của ông? Tôi vốn chẳng thiết dùng con chó này nữa. Sư phụ, nhận sư phụ thì phải có lễ ra mắt chứ. Anh nên biết tôi rất thích xem vở kịch Nồi da nấu thịt. Tôi sẽ giúp ông tìm thấy Lạc Văn Hân. Các anh sang bên kia xem sao. Đi nào. Vẫn ổn chứ? Triệu Uy, có tìm thấy thuyền không? Tôi nghe được tin Long Đình Quang treo giải 50 triệu để bắt chị. Tôi còn dám đi tìm thuyền à? Vậy ta nên làm gì? Không thể cứ ngồi ở đây. Vào đây xem sao. Vào đây xem sao. Có người, ta mau lánh đi. Vào đi. Vào trong kia, đi mau. Mau lên. Ta đừng ở một chỗ. Văn Hân và ba rẽ hai ngã. Đi đi. Còn con thì sao? Cứ đi đi, gấp quá rồi, con sẽ có cách. Anh phải cẩn thận đấy, yên tâm, đi đi. Theo tôi. Đuổi theo. Dám chạy à?
Đừng bắn nữa. Dám chạy nữa không? Lạc Văn Hân đâu? Cẩn thận. Văn Hân đừng sợ, mau chạy đi. Mau chạy đi. Mau đi. Ông ta không được đi. Thế thì tôi cũng không đi làm gì. Còn không còn thì giờ nữa. Cô mau đi đi. Cô Hân, cô cứ chạy đi, cứ mặc tôi. Mau đi đi. Mau đi đi. Ông theo tôi. Mau đi đi. Xin lỗi. Sao lạ thế? Long tiên sinh, họ đã đến. Chúng ta đúng là quan gia chạm trán. Khi ta vào viện tâm thần, ta ngỡ rằng đã cho ngươi một con đường sống. Nào ngờ cuối cùng ngươi lại tự chui đầu vào rọ. Tôi biết ông quan hận tôi, đã hại ông và con gái chia lìa 20 năm. Nhưng con trai tôi không có oán thù gì với ông. Ông hãy tha cho nó. Ông vốn rất tự tin về tài bói toán của mình. Sao ông không bói cho nó một lối thoát để tránh tai vạ? Ông đã ức hiếp ba tôi 20 năm, ông còn muốn gì nữa? Chính ba anh rất hay nói đó là ý trời. Ta cần giết lão để cảnh cáo chung, để ép Ngôn Phi đánh bạc với ta. Nếu hắn vẫn không chịu thì những người xung quanh hắn sẽ lần lượt bị giết sạch. Người đã điên rồi. Ngay con gái người, người cũng không tha. Phải dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế mà ông còn xưng là vua đánh bạc kìa. Mọi ân oán phải được giải quyết trên sòng bạc mới đúng. Người có tư cách gì mà đòi đánh bạc với ta? Tôi đã đánh bại đồ đệ của sư huynh của ông, được chưa? Đồ đệ của Diệp Trung, chúng chưa đáng lau giày cho ta. Đinh Nhất Nhị tôi đây nổi tiếng là Lucky Boy. Tôi và ông cá với nhau vận may. Tôi cá rằng người đầu tiên bước vào đây là nữ, người thứ hai là nam. Được. Ngươi đã tự tin đến thế thì ta cá với ngươi. Sao con dám đỏ với hắn? Bà yên tâm, đằng nào cũng chết, không đỏ thì không có cơ may. Tôi chỉ đấu với ông 2 ván. Khi tôi thắng 1 ván thì ông phải thả ba tôi ra. Nếu ngươi thắng 2 ván thì ta thả cả ngươi nữa. Được, nhất trí. Ông định đấu về gì? Đua ngựa. Đoán ba con ngựa về trước chứ gì? Cuộc đua này có 10 con ngựa. Nếu người đoán đúng thứ tự về đích của cả 10 con thì tức là người thắng cuộc. Xác suất thắng là bao nhiêu? Thưa Long tiên sinh, chỉ có 1/360.000. Bình thường chỉ nên cá 3 con về trước tiên. Chỉ có 1/3 triệu. Sao lại thế được? Ông Quang, ông muốn bắn giết kiểu gì thì tùy, đừng nên giở thủ đoạn như thế. Ông chỉ có thể trách cậu quý tử của ông tự cao tự đại. Ông yên tâm, hắn vẫn có cơ may 1/360.000 kia mà. Cuộc đua sắp kết thúc, người mau phát biểu đi. Được. Đinh Nhất Nhị này là Lucky Boy, cá với ông. Tôi sẽ không thua đâu. Sao anh bạn trẻ vẫn chưa tính ra? Mau lên chứ. Sao lại thế? Con vàng, mau lên chứ. Mau lên, mau lên. Thế nào rồi? Chúng tôi đã gắn thiết bị trên đầu các jockey, ra lệnh cho con số 1 về đích sớm nhất. Sao chứ?
xác suất 1/3 triệu có người cố tình chơi khăm tôi. Con số 1 về cuối cùng à? Tôi đã đoán con số 1 về bé. Đừng vội mừng, tôi đã sắp xếp các rô kề rồi. Thưa Lâm tiên sinh, anh ta đã đoán đúng thứ tự về đích của cả 10 con ngựa. Tôi đã đoán đúng cả 10 con. Tôi đã thắng cuộc. Tôi đã thắng cuộc. Quả nhiên là Lucky Boy, anh khá lắm. Vậy thì ông thả ba tôi đi. Chúng ta vẫn còn ván thứ hai. Ván hai, anh có khả năng thắng cuộc nhiều hơn. Đồng tiền này có hai mặt, phải trái. Anh chọn mặt nào? Anh chọn mặt nào, phải hay trái? Con hãy nghĩ kỹ đi đã. Tôi chọn mặt phải. Để bảo đảm an toàn. Anh không nhấc tay lên thì tôi mở sao được. Ông giỡn ngón màng trá, dễ dàng cái nỗi gì. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.